Sau khi mở cửa trở lại, du lịch Quảng Ngãi đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Quảng Ngãi đã đa dạng hóa các loại hình du lịch, khai thác nhiều điểm du lịch mới để sẵn sàng đón khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Cách trung tâm huyện Minh Long khoảng 3 km, điểm du lịch Thác Trắng được xem như một điểm nhấn để đón khách du lịch trải nghiệm khi đến Quảng Ngãi. Mới được cải tạo nên điểm du lịch này đã thu hút và để lại ấn tượng cho nhiều người. Lần đầu tiên mà mình đến Thác Trắng thì mình thấy là rất là trong lành và một cái không khí rất là tươi mát. Và nói chung là mình là du khách ở Quảng Nam về thì mình thấy là ở đây là một cái khu Thác Trắng rất là ấn tượng. Lấy hình ảnh của cái thác để quảng bá hình ảnh của khu du lịch cũng như là đó là một cái điểm nhấn để đón khách. Thì ngoài ra thì còn những cái dịch vụ lưu trú mà chúng tôi sẵn sàng đón một lượng khách trung bình tầm khoảng là 500 đến 1.000 khách hàng ngày, và dịch vụ lưu trú thì đón tầm khoảng 200 khách. Sau 2 năm đóng băng vì đại dịch Covid-19, du lịch Quảng Ngãi đang có dấu hiệu phục hồi trở lại. Tại địa danh du lịch nổi tiếng là đảo Lý Sơn, từ đầu năm đến nay đã có gần 14.000 lượt khách đến tham quan và tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Hiện Lý Sơn đang xây dựng những sản phẩm du lịch mới để thu hút và níu chân du khách. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho ban quản lý dự án đầu tư của huyện tiếp tục là đẩy nhanh cái tiến độ thi công cái bộ xương cá ong ở Lăng Tăng. Đây là một cái sản phẩm đặc trưng của huyện. Về sắp tới nữa thì chúng tôi cũng đang có kế hoạch chuẩn bị tổ chức các chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật phục vụ cho khách trong cái dịp lễ 30 tháng 4. Cùng với những điểm du lịch biển đảo, Quảng Ngãi đang phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nông thôn và được nhiều du khách lựa chọn. Ngành du lịch Quảng Ngãi đang kỳ vọng sớm phục hồi và đạt mục tiêu phấn đấu đón khoảng 800.000 lượt du khách trong năm nay.